nói về chủ đề ngoại hình đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là người nào mà có ngoại hình thì mất cái nết. Ví dụ như Ngọc có ngoại hình mà nhiều khi cái nết hơi thiếu một xíu. Đâu có, chị đầy đủ mà. Đầy đủ không? Đầy đủ mà. Đầy đủ có không? Em có thiếu chỗ nào đâu. Cái việc đó thì hỏi tiếng lực. À sao không tiếng lực? À, lúc có lúc không. Lúc có lúc không. Ngày nay có Lê Dư Bảo Lâm, nhanh nhẹn, ào ạt, tháo vát nữa, dữ dội, duyên dáng. Ào ạt, anh làm nha em, con voi tánh linh thì sao? Linh Dương Lan Ngọc. Trời ơi. Rồi cố lên gái. Tôi thách Linh Dương Lan Ngọc bây giờ vậy nè. Lấy cái thau nước mình uống một ngụm, uống một ngụm, uống một ngụm. Tới khi nào kể người ta, tới khi nào chịu hết nổi phun ra thì trả lời vậy thôi. Hai ba vô. Sau. À. Khi mới ra đời chú mèo máy Doraemon có màu gì? Ôi cái này là quan trọng là cái sự chịu lạnh nè. Thở hít thở đều đặn vào. Nếu mà hai người không biết thì báo nhau. Em biết. Kìa lấy tay ra rồi kìa. Lấy rồi đấy gặp ơi. Rồi trả lời. Vẫn là màu trắng và màu xanh thôi. Không chính xác. Màu trắng, màu vàng. Tại đó đọc chuyện trắng đen cho nên không biết. Tại đó đọc chuyện trắng đen cho nên không biết. Biểu hiện của sự lươn lẹo. Được. Em thắt anh hai tay luôn ạ. Đồng ý không? Chơi có gì đâu. Vô. Câu này ai cũng biết nên để có ai gồng hơn. Sân bay quốc tế ở Hải Phòng có tên là gì? Chết rồi. Ủa cái này biết mà. Anh biết, nhưng mà giờ tụi tao. Anh Luật. Biết không? Biết hả? Tôi biết mà. Để tay xuống anh Luật ơi. Ê để nè. Anh Luật vô ba con. Nào lạnh quá. Biết không? Em không biết. Trời ơi Cát Bi tức ghê luôn á. Ủa tức sao chứ? Lạnh quá. Giọng nổi. Câu tiếp theo. Câu này dễ vô cùng luôn nè. Hai tay. Không, một tay thôi. Hai tay. Bây giờ chết thì kìa. Tôi thách tôi một tay. Hồi nãy bạn thách tôi rồi. Giờ okay. Tôi thách bạn một tay. Rồi, vô. Con chuồn chuồn có mấy chân? Quá đơn giản. Đừng nói không biết nha. Biết không? Nói chuyện rồi. Rồi, trả lời. Bốn. Không chính xác. Sáu. Sáu. Ê, quê, dẫn đi quê. Không biết đâu đúng hết. Câu tiếp câu nó đi. Không. Tôi lạnh lắm rồi, tôi chịu hết nổi rồi. Một câu cuối cùng để phân thắng bại đi. Trời ơi. Ngọc nha Ngọc. Câu tiếp theo. Vô. Nhà thi đấu chúng ta đang ghi hình nằm ở quận nào? Dạ. Yeah. Dễ nha Ngọc nha. Cái này ai cũng biết rồi. Dễ nha Ngọc ơi. Để coi. Anh Luật ở đây ở đâu anh không biết anh Luật. Đừng nhìn nó, phân tâm. Hãy nói về cuộc sống, gia đình họ. Nói cái gì đi Ngọc ơi. Đang nghĩ đang ba Ngọc à. Em đi theo. Gia đình ok không? Gia đình ok. Anh Luật không biết ở đây quận mấy luôn hả anh Luật? Biết nhưng mà chịu rồi. Giờ sao nói được? Mày nói đi. Nói sao được? Hoàng Dương. Hoàng Dương. Mới rút mà chưa mới rút. Bây giờ mới rút nè. Trả lời. Tân Bình. Yeah. Tân là thua. Anh Luật mời vô. Không, tôi không chơi. Mời vô. Tôi không chơi, tay tôi liệt rồi, tôi không chơi. Anh Luật mời vô. Em chấp anh trước 15 giây, xong rồi anh vô. Ok luôn. Rồi, vô. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, tạm thôi. Bảy, tám, chín, mười, 11, 12, 13, 14, 15. Bò tót là biểu tượng của quốc gia châu Âu nào? Ủa chị quên mất rồi ta. À, nhớ rồi. Nhớ rồi. Nhớ thiệt không ta? Cái đó dễ mà. Trời lạnh quá rồi, chết tôi rồi, tôi muốn rút ra rồi hả, tôi nói thiệt. Đây thì đáp cái trên này. Giữ tay lượt lại, để em giúp anh. Sao á? Cảm ơn lấy nè. Không còn lấy nè. Tụi tôi biết phải tự làm gì à, làm ơn. Buông á. À, lạnh quá. Lượt ở cái này bình thường bắt 3 giây mà lên. Lạnh quá, chịu nổi. Mới 3 giây mà. Cố lên lượt. Quá, chịu nổi luôn. Cố lên lượt. Ê, đổi tay. Không có chơi đổi tay. Đổi ra, tôi nhúc tay luôn mà đổi đâu. Đừng có xả. Anh lăn ra luôn, xử thua đi kìa. Ê, bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Lan Ngọc chấp đổi tay luôn. Wow. 10 giây nữa hả? Chị ổn không? Chị ổn không? Chị ổn á, mà người ta đổi tay kìa. Người ta đổi tay kìa. Lan Ngọc đã chấp 15 giây và cho quyền đổi tay luôn. Đổi tay luôn phải không? Đổi rồi, thổi nữa hả? Cho đổi cái nữa đi bạn. Anh điên rồi hả? Bạn cho đổi cái nữa bạn. Không. Để như tới ói luôn anh Luật. 10 giây nữa nè. Mười. Ngọc rút ra đi. Thôi, coi chừng dùng tay. Sáng anh Luật thiệt á. Đáp án là Tây Ban Nha. Tây Ban Nha chính xác. Yeah. Game đầu tiên mình đã thắng 1-0.
Game thì mình thắng nữa, tỷ số hiện tại là 2-0. Hey, hey, hey. Chúng rồi nha, rõ ràng nha. Em lấy cái tay em đỡ sao được, em ta kêu em dùng cái khiên mà. Ủa anh, em có quyền chuột như vậy, em có quyền chuột như vậy mà. Phải dùng cái khiên. Phải dùng cái khiên. Một điểm tiến lực, đúng rồi. Em ăn gian hóa. Một lần. Chết rồi, chết rồi, chết em tôi rồi. Sáng sao không cầm về thua rồi. Biết rồi. 3-2. Số 2. Cái gì? Số 2. Cho em đổi lượt chồng được không? 7. Cho anh đừng chết. Em đã lợi thế người rồi, đổi cái gì? Anh muốn em tôi. Cái gì? Rồi sao? Tại vì em bạn là kiếm mối tôi. Số 3 lên. 3 toa. 3 toa. Ngân. Quay. Quay đầu xanh rồi. Tỷ số là 4-0. Em chạy như em chạy nợ, em chạy múc chỉ ngoài kia mà. Mày sao về luôn tới đây rồi chứ? Chứ một lần. Chứ một lần. Anh làm rồi đấy. Em đại diện. Em đúng. Em đây làm cái gì? Tại sao tới đây làm cái gì hả? Anh làm. Tới đây làm cái gì hả? Anh làm rồi đấy đó. Đúng rồi đó. Ủa em làm anh luật. Ủa em làm lấy thiên giùm mà. Tỷ số hiện tại là 5-4. Tôi kêu số 1 lên là tôi chạy lên tôi lấy luôn 2 món được không? Đấy là chưa có để lại cái này nữa mà. Số 3 lên. Số 3. Rất thông minh. Bé chạy nhanh lắm. Như vậy là sau 10 lượt chơi, đội chúng ta thắng 6-4. Có bài hạ tôi rồi. Sau chơi này đội chúng ta thắng, xin chúc mừng.